Girl Hoàng Thị Loan tiết lộ lý do đặc biệt khiến tuyển nữ Việt Nam thua đau trước tuyển Bồ Đào Nha. Trận đấu gặp Bồ Đào Nha thì Loan nghĩ đồng đội rất là khao khát có một bàn thắng, thế nên là toàn đội rất là nóng vội, tấn công họ rất là sớm, đẩy cái rất là cao, vì thế rất có rất là nhiều lỗ hổng để họ phản công. Và khi họ phản công thì cá nhân cũng như là toàn đội của đội Bồ rất là khỏe và nhanh, thế là hàng hậu vệ của mình không thể nào chống được, vì thế thua rất là đáng tiếc. Mặc dù thi đấu hết mình rồi nhưng mà còn cái về đấu pháp thì toàn đội cũng chưa thể tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên trưởng.